trong bước này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh. Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ nguyện cầu cho thế giới hòa bình tiếng tai dài nạn. Nguyện cho lịch đại kiếp số quang thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con ngạo loạn hoặc giết hại bất cứ lý do gì, hôm nay con xin thành tâm tâm sám hối. Nguyện cầu cho chư vị xó bỏ hận thù hộ pháp cho nhau, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện giáng sanh, đồng sanh cực lạc. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng phát lòng tín nguyện, hạnh nguyện niệm Phật siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền nghiệp chướng tiêu trừ phước lành tăng trưởng, phát khởi tinh tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được giáng sanh cực lạc quốc. Hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm tịnh độ, nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ tâm hồn tỉnh táo thấy A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chi thanh tịnh đại hải chúng tướng hảo quang minh hiện thân tiếp dẫn vạn sanh cực lạc. Nguyện cho hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, nguyện chứng đắc vô thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới vạn sanh Tây Phương cực lạc viên thành Phật đạo.